sót về lĩnh vực âm nhạc thì thực sự dòng nhạc Nguyễn Đức Quang ảnh hưởng lớn cho một tầng lớp thanh niên vào thập niên 60-70 của chúng tôi. Khi mà nghe nhạc của anh Nguyễn Đức Quang đó, tự nhiên lòng mình có một cái sự phấn khởi đặc biệt lắm, và tình yêu nước tự nhiên là bừng nở lên ở trong lòng của mình. Dòng nhạc anh Nguyễn Đức Quang xét về phương diện chính trị thì đưa cho người ta một cái sự phấn khởi và một lý tưởng cho cuộc sống người ta. Chính trị là cái sự sắp xếp làm sao để cho cuộc sống con người trở nên ổn định và tốt đẹp. Thì chính dòng nhạc của anh Nguyễn Đức Quang đã khiến cho cái đời sống chính trị có một cái sức sống nó mãnh liệt và nó khởi sắc, cũng như là nó yêu đời hơn.